Chào mừng quý vị các bạn đã khám phá đến với chùa Tam Trúc và đây là điện Tam Thế nhá. Xin chào tất cả mọi người. Điện Tam Thế nằm tại quần thể chùa Tam Trúc. Mọi người hôm nay du chơi rất là đông nhá. Và trước cửa điện Tam Thế các bạn sẽ nhìn thấy ngay một cái vạc. Vâng. Vạc này gọi là vạc bảo khí. Đó, mọi người xem chi tiết của vạc rất là tinh xảo. Vạc này là ngày xưa là làm bằng đồng, nhưng bởi vì thời giặc Pháp xâm chiếm, họ đã cướp đi và đúc thành vũ khí đạn dược để xâm chiếm quân ta. Và cái vạc này được tái hiện dựng lại năm 2009. Đây. Vạc này gọi là vạc Phổ Minh, được đặt tại trong chùa Phổ Minh, tỉnh Nam Định ngày nay. Vạc được đúc vào tháng 2 năm Nhâm Tuất 1262. Đấy. Và bị phá hủy vào tháng 10 năm Bính Ngọ năm 1426. Đây, ở đây vẫn có tích trở lại đây. Mọi người xem. Tương truyền vạc này miệng rộng lớn đến nỗi hai người có thể chạy nhảy đi lại trong đó. Tích lưu truyền vạc đúc bằng đồng nặng 3 vạn cân, ngoài chạm khắc tinh vi hình rồng uốn lượn, trên chim lạc tung bay dưới non sông Cẩm Tú. Đó, rất là đẹp. Vạc ban đầu chỉ là vật dụng được đúc bằng đồng dùng nấu ăn. Đấy. Đó. Mọi người có thể tham khảo ở đây tất cả các tích của chiếc vạc bảo khí Phổ Minh đấy nhá. Đường nét rất là tinh xảo đây. Rất là đẹp. Rất là đẹp nha. Vâng. Và bây giờ sẽ đưa mọi người đi vào trong điện Tam Thế. Nay mọi người lên đây rất là đông. Lên trước đi. Vâng, khi các bạn bước lên đây các bạn sẽ nhìn thấy ngay ba pho tượng rất là lớn. Đó. Ở đây là trong điện Tam Thế. Tam Thế là chỉ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Khi bước vào các bạn sẽ nhìn thấy ba pho tượng rất là đẹp, rất là đẹp và to, được đúc bằng đồng nguyên khối. Đó. Và bên cạnh đây, các dãy tường là sẽ là 12.000 bức tranh được các nghệ nhân chạm khắc từ núi Lá Lửa tại Indonesia chuyển sang nhé. Đó. Mỗi bức tranh này sẽ thể hiện sự hình thành và sự phát triển của Phật. Đó.
mỗi bức tranh đều mang một ý nghĩa rất là thú vị. Nhưng bây giờ chưa hoàn thành nên mỗi bức tranh này sau này sẽ được đánh số, và mỗi một bức tranh sẽ có tích truyện riêng. Và như các bạn đã thấy, đây là ngói này là nhà chùa đặt ở đây cho các Phật tử và mọi người đến tham quan. Ai có lòng hảo tâm thì mua ngói công đức. Đây, mỗi viên ngói là 50.000. Và mọi người cứ viết tên ở đây đây. Đấy. Mỗi viên ngói mua là 50.000. Mọi người cứ công đức tùy tâm. Đấy, rất nhiều mọi người đến nơi hầu như là ai cũng mua, ghi tên địa chỉ gia đình nhà mình ở trên ngói để đóng góp vào phần xây dựng và trùng tu chùa sau này nữa. Đấy, 12.000 bức tranh, đi thì không thể hết được. Đấy. Rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp và bao rộng vòng quanh chùa này, không thể hết được. Đó. Đang đi trong điện Tam Thế này. Đó. Và đến với chùa Tam Trúc này thì mọi người không nên mua hương các thứ mang đi, mang một chút lễ nhỏ nhỏ thôi, gọi là đặt lễ thôi, chứ không có hương khói gì đâu nhá. Ở đây là không bán rượu chè, không bán rượu thuốc lá hương. Đấy. Chỉ bán quà mang về thôi. Đây. Đấy, và đây là đằng sau của ba bức tượng lớn bằng đồng. Mỗi cánh lá đằng sau này bằng đồng này nặng 120 tấn. Đấy. Và bức tượng là nặng 150 tấn bằng đồng hết ạ. Đấy. Bề thế rất là đẹp. Đó, rất là rộng. Nếu mà để đi xem chi tiết từng bước một thì rất là lâu. Mình chỉ đi quay qua rồi nè. Mọi người cứ nhìn qua. Mọi người đến đây tham quan thì sẽ được khám phá tận mắt và chi tiết hơn. Và đây là người ta cũng dựng nên một cái ban thờ để biết ơn tri ân với nữ cư sĩ đã có công bảo tu trùng chữa, bảo tu và bảo tồn khu di tích lịch sử này, và có công xây dựng rất là ngôi chùa nổi tiếng. Vâng, đó là cư sĩ Phật tử Diệu Liên, thế danh là Phạm Thị Lan, sinh năm 1961 và mất năm 2018, quê quán ở Linh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đấy, mọi người xem. Và sự đóng góp của bà cũng đã được nhà chùa dựng một cái ban để tất cả mọi Phật tử đến để tri ân, thắp hương và cảm ơn những gì bà đã đóng góp cho hậu thế sau này, để lại những di tích rất là nổi tiếng như Bái Đính Tràng An và Tây Yên Tử. Và đây là cả khu quần thể chùa Tam Trúc nữa. Đấy. Phía trước của các bạn là điện Quan Âm. Phía trước điện Tam Thế là điện Quan Âm, điện giáo chủ và cổng tam quan. Đây, tích đây là có tích về điện chùa Tam Thế đây. Vâng.
chính giữa của điện Tam Thế là ba pho tượng Tam Thế. Tam Thế Phật nghĩa là quá khứ, hiện tại và tương lai, nét tinh tế với kiến trúc hiện đại. Tam Thế là 12.000 bức tranh đá được chạm khắc tinh xảo. Mỗi bức tranh đá ở đây đều sẽ gửi gắm một câu chuyện vô cùng nhân văn tái hiện cuộc đời Đức Phật do những người thợ Hồi giáo từ Indonesia tạt bằng đá nửa núi Indonesia đưa sang. Đó là những bức phù điêu về cõi Niết Bàn, chốn Bồng Lai tiên cảnh ẩn chứa tất cả những vẻ đẹp chân thiện mỹ mà con người hằng mơ ước. Đây là tích truyện nha mọi người, cứ tham khảo. Mọi người không ngừng nghỉ, không ngừng kéo đến. Ngày một đông, lúc sáng rất là đông đấy. Rồi, xin chào về mọi người đã tạm ghé qua điện Tam Thế thôi. Có dịp mọi người ghé qua chùa Tam Trúc và mọi người sẽ được tận hưởng những chiêm ngưỡng những bức tranh và những cảnh đẹp tự nhiên ban tặng cho ở nơi đây, và một phần là do có công tạo dựng và vun đắp của con người nữa. Đây mọi người cứ đây, vì đây cũng là một điểm tham quan rất là tốt đấy. Xin chào mọi người nhá, tạm biệt mọi người.